Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Ladislau Kosiniak Kamis nói với Radio Z rằng hàng rào kim loại hiện có của Ba Lan dọc biên giới với Belarus sẽ được tăng cường, trong khi một kế hoạch rộng hơn nhằm lắp đặt các công trình phòng thủ mới dọc biên giới với cả Belarus và Nga đang được tiến hành. Hàng tin AP dẫn lời Kosiniak Kamis cho biết chúng tôi đang sửa chữa hàng rào ở biên giới ba lan belarus chúng tôi đang củng cố hàng rào này chi tiêu cho những mục đích này là cao nhất trong lịch sử ba lan khi được hỏi liệu ba lan có nên bắt đầu xây dựng các bong ke mường và chiến hào ở biên giới hay không như quốc gia thành viên nato estonia hiện đang làm kusinak kamis trả lời có toàn bộ kế hoạch đã được chuẩn bị ông nói thêm trên thực tế chúng tôi đang làm điều này rồi tôi gọi câu hỏi này rộng hơn một chút như việc củng cố biên giới có một nhóm quân sự ở Podlasie ở các vùng Lublin, Masovian và Gomian, Masurian và sự hiện diện của quân đội hỗ trợ lực lượng biên phòng. Các quốc gia NATO như Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Na Uy và Phần Lan đều đang phải vật lộn với dòng người di cư đến từ Belarus và Nga trong những năm gần đây. Những phong trào mà họ cho là thể hiện việc Moscow Mis vũ khí hóa người nhập cư nhằm gây bất ổn cho các chính phủ và xã hội phương Tây. Dòng chảy phần lớn đã bị hạn chế bởi các hàng rào biên giới mới và cơ sở hạ tầng khác nhưng những nỗ lực lẻ tẻ để vượt qua dường như được chính quyền Belarus và Nga tạo điều kiện vẫn tiếp tục. Sự gia tăng di cư được coi là một yếu tố tương đối mới trong hộp công cụ chiến tranh kết hợp mở rộng của Nga. Moscow và Min đã phủ nhận mọi trách nhiệm. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong tuần này đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Mật vụ để thảo luận về những cáo buộc về ảnh hưởng của Nga và Belarus trong bộ máy quyền lực Ba Lan trong những năm trước. Ông Tusk thông báo Ba Lan sẽ gia cố toàn bộ biên giới phía đông, nhưng không nêu kế hoạch hành động hay nguồn tài trợ cụ thể Thủ tướng Ba Lan thêm rằng sẽ không có giới hạn nào trong vấn đề an ninh quốc gia. Ông Tức nói đây không chỉ là biên giới nội bộ của Ba Lan mà còn là của Liên minh châu Âu EU. Sau đó, tôi chắc rằng toàn bộ châu Âu sẽ đầu tư cho an ninh của mình bằng cách đầu tư vào biên giới phía đông Ba Lan. EU năm 2021 cáo buộc Belarus gây ra khủng hoảng người di cư ở biên giới khi tạo điều kiện cho hàng nghìn di dân từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á tới Ba Lan để vào khối nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Minsk. Belarus bác bỏ điều này. Minsk cũng cáo buộc Ba Lan chứa chấp những phần tử lưu vong được huấn luyện trong một cuộc nổi dậy tại quê nhà. Tình trạng nhập cư trái phép sau đó vẫn tiếp diễn với số lượng tùy thuộc điều kiện thời tiết. Biên phòng Ba Lan ước tính con số gần đây là 300 nỗ lực vượt biên mỗi ngày. Ba Lan có chung biên giới với Belarus, Litva và Ukraine ở phía đông, lần lượt dài gần 420 km, hơn 100 km và khoảng 530 km. Chính phủ Ba Lan tiền nhiệm đã xây hàng rào cao 5,5 m dọc theo 180 km biên giới với Belarus trang bị hệ thống máy quay giám sát và cảm biến để theo dõi tình hình. Trong khi đó, các quốc gia biên giới NATO đang chuẩn bị cho mối đe dọa thông thường do lực lượng Moscow gây ra. Các đơn vị Nga theo truyền thống dàn trận dọc theo biên giới liên minh hầu hết được gửi đến các chiến trường đẫm máu ở Ukraine, nơi các quan chức đồng minh nói với Newsweek rằng một số đội hình có thương vong lên tới 40%. Nhưng Điện Kremlin đã phát động một nỗ lực lớn nhằm tái thiết đội quân bị tàn phá của mình và các quan chức NATO đang cảnh báo rằng quân đội Nga có thể trở lại sức mạnh trước chiến tranh trong vòng chưa đầy 5 năm. Lực lượng cải cách sẽ được củng cố bằng vô số kinh nghiệm, dày công tích lũy được. NATO đang tăng cường thế trận quân sự của mình dọc theo mặt trận phía đông với các lực lượng phòng thủ và lực lượng mới để ủng hộ việc bảo vệ từng tấc đất của mình. Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ước tính Triều Tiên đã vận chuyển khoảng 6.700 container đạn dược sang Nga kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 9 năm ngoái. Số container này được cho là đủ để chứa khoảng 3 triệu viên đạn pháo 152mm hoặc 500.000 viên đạn pháo 122mm. Hơn nữa, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết đang xem xét những nghi ngờ liên quan đến việc Triều Tiên cung cấp vũ khí được sản xuất từ những năm 1970 cho Nga. Những bức ảnh do một nhiếp ảnh gia người Ukraine công bố năm ngoái cho thấy các chữ cái tiếng Triều Tiên được tìm thấy khắc trên vỏ tên lửa. Các chuyên gia nhận định đây có thể là đạn pháo phóng loạt 122 mm. Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Hàn Quốc và một số nước phương Tây nghi ngờ Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa đạn đạo để sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine. Đầu tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết Triều Tiên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Nga để phục vụ xung đột ở Ukraine và mối quan hệ đối tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Trong nhiều tháng qua, các nước phương Tây, đặc biệt là Hàn Quốc và Mỹ, liên tục cáo buộc Bình Nhưỡng mua bán vũ khí với Moscow, đồng thời chỉ trích Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga chống lại Ukraine. Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận những cáo buộc trên. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố tài liệu khẳng định Triều Tiên đã chuyển hơn 10.000 container đạn dược và các vật chất liên quan cho Nga từ tháng 9 năm 2023 đến nay. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên nhận khoảng 9.000 container hàng hóa, hầu hết là lương thực nhằm giúp bình ổn giá thực phẩm trong nước này. Bên cạnh những số liệu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik còn dự đoán Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng vệ tinh trinh sát trong tháng 3 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga. Bình Nhưỡng cũng đã yêu cầu Moscow hỗ trợ về máy bay và công nghệ phát triển phương tiện chuyển quân đường bộ. Yonhap trích lời ông Xin cho biết hiện chưa rõ Nga sẽ hỗ trợ bao nhiêu, song nếu Nga càng phụ thuộc vào đạn pháo Triều Tiên thì sẽ càng chuyển giao nhiều công nghệ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết các nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên đang hoạt động hết công suất để cung cấp vũ khí cho Nga. Ukraine cũng tin rằng Triều Tiên có thể đã chuyển 1,5 triệu quả đạn pháo sang Nga và một số tên lửa chưa xác định, đồng thời nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang mua vũ khí của Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm ngoái, ông tuyên bố không bình luận về tin đồn này, nói thêm rằng người Mỹ luôn buộc tội về mọi vấn đề. Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố, mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt, nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Theo danh sách đề cử Bộ trưởng do Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga công bố, ông Putin đề xuất bổ nhiệm ông Andrei Belushov, Phó Thủ tướng, nhà kinh tế học Nga, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đài Sputnik, ông Belousov sinh ngày 17 tháng 3 năm 1959 tại thủ đô Moscow. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981. Từ năm 1981 đến năm 2006, sự nghiệp của ông Belushov gắn liền với công việc nghiên cứu. Ông làm việc tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô và sau đó là Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Năm 2006, ông Belushov được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga. Trong năm 2012, 2013, ông Belousov giữ chức bộ trưởng. Từ năm 2013 đến năm 2020, ông làm trợ lý cho Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, ông Belousov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng thứ nhất của Nga và giữ chức vụ này kể từ đó. Với vai trò là phó thủ tướng Nga, ông Belousov chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển các định hướng ưu tiên cho phát triển kinh tế xã hội của Nga phối hợp các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách, tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Từ năm 2022, ông Belousov cũng giám sát phát triển công nghệ vận tải công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh. Khi được hỏi lý do vì sao Tổng thống Putin bổ nhiệm quan chức kinh tế Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là của Bộ Quốc phòng, vào nền kinh tế quốc gia. Ông Peskov giải thích với các nhà báo, điều rất quan trọng là phải điều chỉnh nền kinh tế của lĩnh vực an ninh với những thay đổi trong thời điểm hiện tại. Bây giờ ngân sách của Bộ Quốc phòng đã về gần bằng mức của những năm 1980, không quá nguy hiểm nhưng rất cần phải điều chỉnh. Bác bỏ lo ngại trước việc ông Belushov thiếu kinh nghiệm quân sự. Ông Peskov nói rằng việc một quan chức dân sự đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ mở ra cơ hội cho những đổi mới, những ý tưởng tiên tiến được đề xuất. Người phát ngôn Peskov nói thêm, việc bổ nhiệm ông Belushov sẽ không làm thay đổi cấu trúc hoạt động của Bộ Quốc phòng. Ông Peskov cho hay, về thành phần quân sự, quyết định bổ nhiệm này sẽ không thay đổi hệ thống hiện tại. Thành phần quân sự luôn là đặc quyền của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, tướng Valery Gerasimov, người sẽ tiếp tục các nhiệm vụ của mình và không có thay đổi nào về mặt này. Theo Vasily Dandikin, một nhà phân tích quân sự từng là sĩ quan hải quân Nga. Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức dân sự được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Danikin nhận định: "Trước hết, ông Belousov là người của tổng thống. Ông ấy là phó thủ tướng thứ nhất và ông ấy thực sự biết rất rõ những vấn đề mà tổ hợp công nghiệp quân sự Nga phải đối mặt. Vẫn như mọi khi, tổng tư lệnh tối cao của chúng ta, tổng thống Nga, giám sát mọi quyết định. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga, đại tá Rustem Klupop chỉ ra rằng Ông Belushov là một nhà kinh tế học thành đạt, có tiếng nói và đã tư vấn cho nhiều chính khách nổi tiếng của Nga. Nếu ông ấy được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu mang tính chất kinh tế, ông Klupov nói. Theo phán đoán của ông, nhiệm vụ của bộ trưởng mới có thể liên quan đến các vấn đề hợp đồng mua sắm vũ khí và quốc phòng. Ông Klupov nói thêm, tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, sẽ tiến hành các hoạt động quân sự và bộ trưởng quốc phòng sẽ giải quyết các vấn đề riêng nhà báo quân sự và cựu chiến binh quân đội Liên Xô, Viktor Litovkin nhấn mạnh danh tiếng của ông Belushov với tư cách là một học giả và một nhà kinh tế rất ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, quân sự. Nhà báo Victor đánh giá, cho đến nay, chuyên môn của ông ấy là không phải bàn cãi. Ông ấy là một người xuất sắc trong đội ngũ chính phủ, tập trung làm việc liên quan đến các khu liên hợp công nghiệp quân sự, cũng như mối liên hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp này.